lại video tiếp theo của LMC nhá. Theo như tiêu đề thì anh em cũng biết là hôm nay tôi sẽ quay một đoạn vlog ngày bình thường của tôi sẽ như thế nào. Nhưng mà đầu tiên ý là tôi muốn khoe với anh em hai cái nút bạc anh em à. Cái nút bạc này là kênh LMC Gamer, là cái kênh chính của tôi hiện tại luôn đấy anh em ơi. Còn đây là nút bạc của LMC FF, là cái kênh phụ của tôi anh em à. Cái kênh mà được gần 400.000 người follow, còn kênh này thì gần 1 triệu rồi anh em à. Cho nên anh em nào mà chưa đăng ký thì anh em đừng quên cho tôi xin một đăng ký để tôi sớm đặt 1 triệu người đăng ký sớm nhất nha. Ok. Một ngày bình thường của tôi sẽ làm những gì? Bây giờ là mới có 5 rưỡi thôi anh em à. Cho nên là bây giờ tôi sẽ đưa anh em đi tham quan gần khu tôi sống có gì nhá. Mỗi khi mà tôi dậy anh em ạ thì tôi sẽ đi lang thang. Đấy. Cái thứ nhất là lang thang là để cho đầu óc của tôi nó thanh thẫn ra. Công việc của tôi quá nhiều anh em ạ, cho nên là tôi rất là xì chét luôn. Cho nên là tôi hay đi bộ buổi sáng anh em. Anh đi bộ đi ngắm đường, ngắm phố rồi đi ăn sáng này. Đấy. Còn bây giờ ấy, tôi sẽ đưa anh em đi xem khám phá cái khu phố tôi sống có gì nhá. Thì bây giờ ấy là chỉ mới có chưa tới 6 giờ anh em ạ. Cho nên là đường rất là vắng luôn. Nhưng mà tôi thì nói thật là tôi cũng cực kỳ thích ra ngoài đường giờ này. Đấy. Còn đây là K&G, trung tâm thương mại anh em ạ. Trung tâm thương mại của khu tôi sống. Ở trong đây là anh em thích chơi gì ở trong đây có hết. Ok chưa? Còn bây giờ là tôi sẽ đưa anh em đi tham quan một vòng rồi tôi sẽ đi ăn sáng anh em ơi. Buổi sáng ấy, anh em ra ngoài đường là anh em sẽ thấy được những gì. Đây, còn đây là khu tôi sống. Lúc buổi sáng anh em thức sớm ấy, tôi thì tôi hay đi bộ anh em ạ. À. À, thấy không, tôi hay đi bộ, tôi ra tôi ngắm đường, ngắm phố. Xong rồi tôi suy nghĩ content, làm video cho anh em xem. Đấy, ngày bình thường của tôi chỉ có thế thôi anh em ạ. À. Còn hôm nào mà mệt quá chắc là ngủ tới trưa, ngủ tới chiều luôn. Anh em ơi, nó đang đi quay. Ê, ê. Nghe thằng giò này láo quá anh em ơi, nó kêu rồi nó tới nó kìa. Cái gì đây? Cái gì? Đây rồi anh em ơi, bây giờ cuối cùng thì tôi cũng đến được trường cấp 2 của tôi rồi anh em ạ. À. Thì hôm nay là chủ nhật anh em ơi. Thì hôm nay cũng là 20 tháng 10 quốc tế phụ nữ anh em ơi. Anh em biết vì sao tôi lại chọn hôm nay đi không? Má tôi ngại anh em ạ. Đi vào đông quá tôi không biết nói gì hết, cho nên là tôi cứ canh chủ nhật. Cứ bảo tôi quay cho anh em xem. Trời ơi quá uy tín. Nếu clip này mà đủ 5.000 like á, 20 tháng 11 tôi vào trường tôi chơi luôn. Chỉ nhục liêm sỉ gì bỏ hết anh em ạ. Thì bây giờ tôi sẽ đưa anh em đi xem nhé. Trường cấp 2 tôi không có gì đâu anh em ạ. Hồi xưa thì tôi đi học thì tôi ngoan lắm, anh em yên tâm đi. Bây giờ hồi xưa tôi đi học thì chắc là ngoan nhất trường, thầy cô nào cũng biết đấy. Mà chắc giờ thầy cô quên tôi hết rồi. Đấy, anh em nào mà ở Bà Rịa Vũng Tàu, anh em nào mà học trường Phú Mỹ thì anh em lên anh em hỏi thầy cô là xem có biết Lê Mạnh Cường không nhá. Trời hôm nay chủ nhật khóa mẹ cửa rồi anh em à. Mẹ cay thế nhỉ. Để bây giờ tôi sẽ đưa anh em ra cổng sau. Tôi nghĩ là cổng sau là sẽ mở cửa đấy anh em ạ. Qua một khoảng thời gian thì cuối cùng tôi cũng xin bác bảo vệ là cho tôi vào được rồi anh em à. Trời ơi là trời. Những người hướng nội như tôi ấy, một mình tôi cân hết cả trường anh em hiểu không? Chủ nhật mà anh em, làm gì còn ai nữa. Thì bây giờ ấy, nếu clip này mà đủ 5.000 like 20 tháng 11, tôi kêu anh em tôi về, tôi quậy nát trường luôn. LMC nói được làm được anh em. Đây. Đây là những sự tích mà hồi xưa tôi kể với anh em là tôi thi cử xong rồi là tôi chép phao các kiểu là ở trong cái môi trường này, thấy không? Đấy. Bây giờ là tôi sẽ đưa anh em đi cái trường, cái lớp đầu tiên tôi bước vào khi tôi bước chân vào cái trường này nhá. Thì hồi xưa là mẹ tôi đưa tôi vào miền Nam. Xong là tôi nhớ đâu là tôi vào lớp 7 anh em ạ. Lớp 7 A3. Lúc đó là tôi học cô Thủy anh em ơi. Anh em nằm học trường này anh em hỏi là cô Thủy ơi, cô có biết anh LMC à, anh Lê Mạnh Cường không? Cô mà không biết tôi mất gì tôi cũng mất. Tôi học sinh ngoan mà anh em. Hồi ấy tôi vào trường tôi ngoan lắm. Đấy, bây giờ là tôi sẽ đưa anh em đi vào xem lớp 7 A3 của tôi hồi xưa nhá. Tôi học 3 năm. Học 3 năm đúng một cái lớp. Thề luôn. 7 A3 này, 8 A3 này, xong rồi lên 9 A1. Anh em ơi, hồi xưa ấy là tôi học lớp này này.
Hồi xưa cái lớp này là lớp 7A3, còn bây giờ là lớp này là lớp 6A1 anh em ơi. Đấy, anh em thấy cái bàn kia không? Cái bàn mà ngay bàn đầu á, tôi ngồi bàn đầu ấy. Hồi xưa tôi kể với anh em là tôi chết phao anh em. Cô ngồi trước mặt tôi chết phao bàn đầu luôn, cô không biết đấy, mới gọi là đẳng cấp. Anh em thấy không? Thì trường của tôi bây giờ cũng sửa sang lại đẹp vãi. Hồi xưa tôi đi học tôi quậy nát trường luôn. À không phải quậy. Hồi xưa tôi đi học tôi ngoan lắm chứ bộ anh em. Đây là cái nhà thể chất. Ở trong đây là sân bóng mini. Với lại trong đây là đánh bóng rổ anh em. À đâu, bóng rổ ấy, bóng chuyền. Người ta gọi là nhà thể chất ấy. Còn ở trong miền Nam gọi là nhà đa năng. Đây anh em ơi. Còn đây là sân bóng của trường tôi này. Thấy không? À của trường của anh em. Quên mất tôi ra trường rồi anh em ạ. Quên nãy giờ cứ bị liệu mồm anh em à. Hình như là cái sân bóng này cấm đá rồi sao ấy. À đúng rồi anh em ơi, cái sân bóng này làm cho cố vào để không cho học sinh đá. Vãi mùi thật. Trời ơi, đây vẫn còn một lỗ để chui vào, tôi sẽ chui vào cho anh em xem. Đấy, hồi xưa ấy, đủ sân bóng giờ làm lại đẹp thế. Rồi hồi xưa tôi làm kinh, hồi xưa bọn tôi đá mà kiểu như mấy cái vết ở đây này, bọn tôi đá rách hết luôn anh em ạ. Để xem thông báo gì đây. Thông báo sân bóng hư hỏng, đang chờ sửa chữa, nghiêm cấm học sinh vào sửa luyện. Ủa? Rồi hư hỏng ở đâu vậy anh em? Vãi cả nồi ạ, sân bóng hư hỏng ở đâu vậy? Mày ảo thật ý. Hồi xưa tôi đi học mấy cái này nó rách hết luôn mà bọn tôi vẫn đá. Nó lòi cả cát, lòi cả sỏi ở trên mà bọn tôi vẫn đá anh em ạ. Bây giờ cái sân bóng như thế này mà bây giờ nhà trường ghi là hư hỏng cấm đá. Bịp vãi anh em ạ. Mất công, bất công vãi rồi ra. Thôi anh em ơi, sân bóng của trường trường tôi hồi xưa thì bây giờ nó cũng chỉ có vậy thôi anh em ạ. Còn đây là cái canteen trường nha anh em ơi. À một tí nữa thì quên anh em ạ. Thì hiện tại là sọt của LMC đang có rất nhiều ếch ngon luôn nha. Cho nên anh em nhanh tay vào săn đi nhá. Thì hôm nay là chủ nhật cho nên canteen của tôi thì cũng chỉ mở đúng một quán thôi anh em ạ. Ok anh em ơi, trường cấp 2 của tôi thì cũng chỉ có vậy thôi. Nãy giờ đi nhiều mệt vãi. Bây giờ ấy là tôi sẽ cầm 200 nghìn này đi ăn sáng. Ăn sáng xong tôi sẽ đưa anh em đi quán nét ở chỗ tôi. Đấy, ở chỗ tôi thì quán nét thì bao la bát ngát luôn. Nhưng mà hồi xưa chơi thì vui, còn bây giờ tôi vào quán nét tôi chắc là tôi xem Doraemon anh em ạ. Let's go anh em ơi. Đi ăn sáng. Tôi sẽ đưa anh em đi ăn cái món này người ta gọi là gì nhỉ? Bánh cuốn. Mà đặc biệt ý là tôi sẽ đưa anh em đi ăn bánh cuốn trứng. Ok chưa? Siêu ngon luôn. Tôi ăn, chắc là tôi ăn ở quán này phải 4-5 năm rồi anh em ạ. Đi thôi, đi thôi. Đây anh em ơi. Đây là tôi ăn ở quán này phải là 4 năm rồi anh em ạ. Từ cái thời mà tôi còn đi học anh em. Đấy. Ăn bánh cuốn trứng ở khu Phú Mỹ này thì anh em cứ ra đây ăn. Ăn sáng thì thôi bao no luôn anh em ạ. Con thì vẫn bánh cuốn trứng nha con. Đấy. Đây anh em ơi. Đây là bánh cuốn trứng. Đấy. Siêu ngon. Về chưa? Tôi vừa mới ăn xong anh em ạ. Mẹ quán đông quá tôi không dám quay anh em ơi. Thì bây giờ ấy là tôi ăn hết 35.000. Ở đây là có 165.000. Tôi sẽ đưa anh em đi quán nét ở chỗ tôi. Ok chưa? Tôi sẽ cho anh em, tôi sẽ kể lại cho anh em một cái sự tích. Hồi xưa tôi đi nét, trốn học đi nét. What? Như thế nào? Bây giờ nhá. Let's go thôi anh em ơi. Cái thời hồi xưa anh em lúc mà tôi còn đi học ấy, cứ đến 12 giờ trưa là tôi đi chơi anh em ạ. Đi lông bông. Một là đi sang nhà bạn chơi, hai là đi nét. Còn bây giờ là tôi kiểu như thằng tự kỷ, chỉ có ở trong nhà làm clip cho anh em xem thôi. Hôm nay mới được hôm đi quanh xóm cho anh em xem. Này phải xóm nữa, này là khu tôi sống anh em ạ. Lâu rồi không đi nét, con mẹ có nét đâu rồi anh em ơi. Đây là khi anh em vào quán. Thấy chưa? Mở ra. Thường thường ấy là hồi xưa tôi bị gian anh em. Là vào trong đây đúng không? Người nhà tôi sẽ tìm ở đây. Nhưng mà không anh em ạ. Thiên đường chơi game là ở trong đây cơ.
Này. Wow. Thôi đang là buổi sáng ít khách lắm. Đi chưa? Đang chơi Roblox. Mấy thằng này à, giờ tôi quay lên là mày đi vô bị gánh hết. Ai chơi bà? Trời. Mày đi luôn kìa. Mấy thằng nhóc này kiểu như sợ là bố mẹ nó ganh ấy, anh em ạ, cho nên thôi tôi cũng đi ra cho mấy em ấy chơi như thế này. Nó sợ rồi nha. Anh em biết sao nó sợ không? Đăng lên bố mẹ thấy là ganh chết. Tình là lúc nãy chiều bao nhiêu thì bây giờ nắng bấy nhiêu anh em ạ. Thôi bây giờ thì mặt trời lên rồi anh em ạ, cho nên là bây giờ tôi về thôi anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ về nhà xong rồi tôi quay tiếp cho anh em xem nhé. Mệt vãi nồi anh em ạ. Mẹ biết hôm nay là ngày gì không? Ngày 20 tháng 10. Thì bây giờ con sẽ đưa mẹ đi ăn. Đấy, bây giờ cả nhà tôi sẽ đi ăn nha anh em ơi. Bây giờ đang chờ xe anh em ạ. Đây anh em ơi, mua thịt này. Thì đây là cá mau ếch. Mẹ với cả cung này. Đây là con hồng ốc nha. Đấy, nghe thấy gì chưa? Đây là con cá hơn bảo ngư. Bảo ngư vị giá ở đây chủ hết luôn. Ở đây hình như là hải sản. Tôi sẽ ăn thơm đây nha. Đấy. Ok chưa? Đây anh em ơi, tầm khoảng mấy tháng nó tầm khoảng mấy năm nữa là ác quỷ đi phai đấy anh em ạ. Bây giờ đi theo phá đám rồi chứ ăn cũng không ăn được. Bây giờ chỉ cần ngồi đợi món thôi anh em ạ. Bây giờ ăn xong rồi tôi sẽ đưa anh em qua cây đi chơi nhá. Đây anh em ơi, món tủ của tôi ra rồi anh em ạ. Vâng, và đây là một con hàu, hàu nướng mỡ hành anh em ạ. Đấy. Mẹ thấy ăn ngon không mẹ? Ngon không? Chị ăn nãy giờ ăn gì rồi? Nãy giờ ăn tôm. Anh em nhìn cái tướng nằm này vãi trưởng thật. Đấy, bây giờ là tôi sẽ múc ba cho anh em xem nhá. Đây anh em à, tôi mời anh em học nhá. Món này thằng Doi thích ăn lắm anh em. Mời anh em nếm đậu nhá, có nón hổi luôn, anh em thấy khói không? Ăn đậu này kiểu ăn như phô mai luôn á. Vãi trưởng thôi. Mời anh em nhá. Tôi vừa mới đi ăn xong anh em ạ, bây giờ tôi sẽ lên cây đi cho anh em khám phá xem nhá. Đấy anh em ơi, tôi vừa mới đi mua 200.000 tiền xu anh em ạ. Không biết là 200.000 này tôi có gắt được con gấu bông nào không nha. Đi ơi anh em ơi. Sáu lượt thử nha. Nếu mà 6 lượt này mà không được thì thôi tôi bỏ anh em ạ. Nó không nhích nhở, nhích nhở. Má anh em ơi, tình hình là đi vào khu trung tâm thương mại của chỗ tôi. Má gắt không được cái quần què gì hết anh em ạ. Vãi trưởng thật. Trời ơi, nó cứng ngắc luôn. Chịu rồi anh em ơi. Tình hình vậy là chịu rồi. Thôi thì clip của tôi cũng tới đây thôi anh em ạ. Nếu anh em cảm thấy clip này hay thì đừng quên kéo xuống dưới tôi xin một like, một lượt đăng ký nha. Bye bye anh em.